Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Chúc anh em một buổi xem đây video vui vẻ nha mày. Tối nay thì Khải sẽ quay lại cái trận 4 trận đánh liên đấu tối nay cho anh em xem. Đây sẽ là bắt thứ hai thử như thế nào nè. Hôm qua thì Khải có đánh một ngày, hôm qua thì tỷ lệ khá là ok. Và Khải đánh thì 7 trận thắng 5 thua 2. Nói chung thì đánh giao lưu học hỏi nè mày. Nói chung đường môn tầm này thì đánh khó lên top lắm, nhưng mà Khải sẽ cố gắng lên top hơn 20 anh em. Khải sẽ cố gắng lên top hơn 20, đặt cái điều kiện là ráng cố gắng lên top 20 trong liên đấu mùa này nha anh em. Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu đầu tiên. Ba mở máy giùm con. Đi ba mở ra con win ba bây giờ. Nó hôn hôn. Ba cũng hôn mà. Hôn hào. Ok, vào rồi mấy phút này. Mấy phút như là đợi chút rồi nè mày. Và trong này chúng ta sẽ đợi khoảng 3 phút, ok. 2 phút. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ những trận đấu liên đấu này một cách đơn giản, chỉ cần like và chia sẻ video giúp Khải nha mọi người. Tại vì cái video này thì nó chỉ khoảng nằm trong khoảng phạm vi khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi em ơi. 4 trận thì trong vòng 1 tiếng thì Khải sẽ setup và Khải sẽ quay lại khoảng trong vòng 10 phút cho anh em xem thôi nha. Nói chung thì liên đấu này Khải muốn like cho anh em xem, nhưng mà like thì với 4 trận liên đấu cũng khá là bình thường, không có gì quan trọng lắm, nên là Khải mà ngồi like 4 trận liên đấu vừa cho anh em xem thì cảm giác nó khá là lâu. Là thôi anh em cứ xem video này ủng hộ một like chia sẻ ok nha anh em. Biết gặp ai. Hôm qua thì đánh cũng khá đẹp nè mày. Hôm nay thì có thêm chuyện kháng cả 14 nên kháng Khải cũng hơi trâu lên tí nè. Đó, anh em thấy chưa, cái dòng một sẽ thương quá đẹp luôn. Đấy, đồ đây. Đây, chắc chắn sẽ có nhiều anh em hỏi xem đồ. Đấy. Khải sẽ có móc 80-95 chậm, 40 chón. Nói chung là cái chó này mang cho có lợi thôi anh em, tại vì vào trong này không cần chón đâu, gặp chỗ đang chứ không đánh lại Khải đâu. Còn trong chủ yếu Khải mang cái dây này là đánh chón trong tống kim thôi nè. Nên mà lỡ lên đảo mang là tại vì không thay ra thay vô được. Nếu không thay ra thay vô được thì Khải sẽ mang cái dây này về kháng hỏi sinh lực, chứ không phải mang về chón này đâu nè. Với lượng kháng hỏi thì hiện tại đang có 33 thôi, nếu mà có thêm dây nữa hơn 50. Mà có dây nữa thì chắc chắn Thiên Nhẫn đánh không lại Khải. Hôm qua thua trận Thiên Nhẫn bực quá này mày. Tại vì Thiên Nhẫn tầm này cũng khá là mạnh mà Khải không có Thiên Nhẫn. Nên là tại vì mang kiểu này đó vừa đánh tông kim nữa ấy. Nên là nó mất đi một món kháng nhỏ kháng họ từ cái dây. Nên là ok, cố gắng thì không sao mày. Vô, một phút. Gặp ai. Đấy, lực tay Khải 4k8 rồi nè mày. Ôi, thua. Gặp chúng Liên Quỳ nữa. Vãi thiệt chứ. Hoài trời. Từ nè mày. Chúng gây chết rồi. Chúng lấy quầy chịu thua rồi em ơi. Thì con ba thì vào chỗ này không đánh lại rồi. Ok anh em, chúng ta chờ đợi trận đấu thứ hai. Chúng lấy quầy có nhiều bó tay rồi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ hai nha em ơi. Tại Khải cũng đã vào bên trong khu vực đấu trường rồi. Chúng ta đợi 1 phút 30 giờ nữa thôi nè em ơi. Trận đầu tiên gặp Thiên Vương nè em ơi. Nói chung Thiên Vương thì gặp khó bạn được. Chỉ cần một chiều đoạn hồn thích là cái là bùm phát rồi xong. Anh em thấy trận vừa rồi không? Không dám đứng lại luôn nè. Lúc đầu vừa rồi thì Khải chưa trận đầu tu. Là vô thì chạy lông nhông tới mới trận đầu tu nè. Làm này kinh quá. Trong gặp Thiên Vương Bang xin phép bó tay. Tầm này đường môn không mắt thủ 75 thì có đứng đánh cái nào cũng thua, đánh lại được. Ok, và chúng ta sẽ vào trận đấu thứ hai. Đừng gặp Thiên Bang là được, đừng gặp Thiên Bang đánh bực ca vui được. Gặp Thiên Bang như thua 100% luôn em. Đánh đấm như nó em. Nhìn vô là biết thua. Vô. À đây, Nga My cái bàn Thiên Nhẫn, các kiểu. Như này. Ôi da, nghe mi thì phải,
50 anh em. Win. Ôi, xem tí chót em. Vãi. Em thấy uống máu không? Xem tí nữa chót này. Nguy đâu vãi nhỉ. Mà xem nữa. Win này. Win nóng báo số đà đàm này. Phía tao bị đánh trúng 7.000, 7.300. Ồ, đối phương bị 6.100. Tính ra nó gửi. Ok anh em, trận 2 gặp 20, ok rồi. Tục trận 3 thôi. 20 nhiều cấp rồi. Mày đánh không đâu anh em. Uống máu không uống được trong sông rồi. Mày cấp 91. Mày tính ra đánh đâu vậy ta? Ok anh em, chung đợi trận táo tiếp theo anh em. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu thứ ba nha anh em. Thứ ba, trận 2 gặp 20 nha. Này gặp ai đây? Mấy phút? 2 phút. Ok. Rồi, ok, dậu dậu dậu. Mẹ có ăn con bằng hết không? Ừ, vậy. Mẹ có cắt hết. Ừ, đồng môn khá là nhiều nha. Dậu dậu dậu, trận thứ ba gặp ai đây? Mong gặp ai ngon ngon đánh anh em ơi. Cái thiên bang xin phép thua. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải video này, một like một chia sẻ cho mình em ơi. Tại vì video này Khải chỉ làm trong khoảng từ 5 đến 10 phút cho anh em xem thôi, chứ không có livestream anh em. Tại nếu livestream thì mất đến 1 tiếng lận. Thì chúng ta cứ 15 phút một trận, 15 phút một trận anh em. Nên là khá là lâu. Dậu gặp ai đây? Đừng muốn không. Đừng muốn thiền à. Đầu gốm. Trời, thua. Cánh như ta sẽ đâu chứ. Thua đường môn em, đường môn đó ngang ngang cấp. Nói chung là đồ cũng ngon đấy. Nói chung là uống máu chủ yếu thôi. Chúng ta chờ đợi trận tiếp theo anh em ơi. Khải đi sơ đồ cho anh em xem. Ở đó cũng trong ban Khải á. Nói chung là bờ cao khá là ok đấy. Đồ phải đó đánh không chết trời. Hay đấy. Này anh em xem sơ đồ nha. Hồng thủ khá là nhiều. Đủ, mang đến 3 món thủ đang thôi, 17 này, 23 này, thấy chưa, 9 này. Đó. Đủ, xấy đầu gơ ra. Đạch này mắt tay cân rồi. Đạch này mắt tay cân rồi. Còn hơn 3 lần bình. Chết luôn. Ok, trận tiếp theo nha này mày. Ok, anh em bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu cuối cùng nha mày. Ôi, đồng ấy. Mấy phút? 2 phút, ok luôn.
thua hai thắng một này mày ơi, trận cuối này của anh thắng một rồi, rồi thua một thiên vương, một đường môn VIP này. Ok, trận cuối cùng là gì đây, bướm thăm gì đây, đường môn gì đây, ấy nó chắc nội công à, gió đen à, lục canh nhỉ, áo phòng 40. Trong 60 Minh sói là gì, phá gì đây, đang chuẩn bị theo sẽ đổ phá hành giống như giỏ đan, chứ nghĩ là giỏ đan. Đồ là tay ngon nha, 40 mà vừa đầu tao mất 80 trắng học bó ngon. Con bướm sinh phá gì nè, nó cũng thiếu lầm này, nhìn là thầy thiếu lầm này, thiếu lầm nữa nè. Xe phá gì nè, à đường môn ok man. Ok, đường môn mà tính ra đánh ai cũng có tỷ lệ ăn cả anh em, tại vì máu giấy quá. Sấy mà không kịp chạy thì chết liền. Ok, mấy đường môn này. Đường môn này cấp bao nhiêu? Không coi. Đường môn này là... Môn này cấp bao nhiêu này? Không tiêu à? Môn cấp 95. Ok. Nãy thu được môn cấp 101 này mày. Được môn biết tập chơi chắc thiện trên cấp 101 rồi. Hai cái ngang nhau thấy chưa? Hai người ngang nhau đang thu được môn này. Nói chung đường môn này, gặp đường môn thì tỷ lệ bk cũng 5-5 thôi em ơi. Cố gắng mà đừng dính đam được, tại vì dính ra chết à. Ok anh em, hôm nay tháng 2 thứ 2 nhá. Cố gắng vậy thôi, giờ biết sao nữa. Đánh là vui và cố gắng làm clip cho anh em xem. Tháng 7 thứ 4 rồi. Hạng 75. Ok anh em ơi, bây giờ thì Khải sẽ tạm dừng clip tại đây, và anh em đang xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Ok bye bye anh em nha. Hẹn anh em ở video livestream tối nay. Bye bye mọi người.